Rồi để tiếp tục cái video đăng máy ngày hôm nay thì mình gửi của chú anh chị mình hình ảnh của ba con đực kem ha. Với ba con đực. Đó, con đây thì nói chung thì có con đực kem đỏ này của chú anh chị. Đó, con này thì nói chung nó giống mẹ nên cái đuôi nó đen đen chút ha, lúc ruốc ha. Đó thì của chú anh chị nào thấy ưng ba đực thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì nói chung thì ba con này thì mấy bữa trước em có lên là của chú chị. Đó nhưng có anh chốt rồi nhưng mà con cái thì giờ anh cũng kẹt công chuyện gì đó anh ảnh không có bắt ha. Nói chung thì ba con bò này hôm em lên thì cũng có nhiều anh nhiều chị điện chốt đó, nhưng mà mới lên có chừng 10 phút thì có anh kia anh chốt rồi. Đó, nói chung thì ba con này thì cũng bắt duyên. Đó thì nay em đăng lại thì cho bà con nào có thấy lại thì bà con mình mua về nuôi dỗ thêm ha. Đó thì ba con này thì bữa em nói chiều cao là từ 1m10, con bè này nè là 1m10, 11, 12 bò. Đó, còn con giữa thì 1m10, khoảng 1m15 của chú chị, còn con kia thì 1m16, 17 ha. Đó, con bè đẳng thì 1m16, 17. Đó thì ba con bò này chú nhà ông bán giá là 53 triệu nè của chú chị. Đó, nói chung điện thoại này có anh chốt cũng 53 triệu, nhưng mà giờ anh không có bắt thì giờ em đăng lại. Thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, nói chung thì bà con nào muốn mua thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, có ơn thì điện cho em ha. Nói chung thì hiện tại đi gấp xe không. Đó, mình muốn mua thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, ưng thì mình hãy chốt ha, còn bên em thì không có bắt buộc cô chú chị mình mua. Đó, đây tướng tá cấp mình là cô chú chị, đây con này nè tướng tá cấp mình nè ha. Đó, xương sóc nè, thì ba con này em quan sát là chân móng thì chân móng sò. Đó, chân móng sò cụm đứng thẳng ha. Đó, chân móng sò cụm đứng thẳng là của chú chị. Đây lưng nè. Đó, lưng dài nè, lưng thì lưng đôi, dài đôi, lưng đôi ha. Tướng tá cấp mình nè, lực lạc nè. Đây, một con này thì xương sóc rất to. Đó, xương sóc nè, chân móng thì chân móng sò. Đó thì ba con đực này chủ nhà cũng bán giá là 53 triệu. Đó thì 53 triệu giá này chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đây còn con này nè. Đó con này tướng tá cấp mình, con này thì trong đây con này thì bự nhất ha. Con này thì cao 1m16, 17 bò. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó xương sóc nè. Đó thì ba con này thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây mặt mày này của chú vậy. Đây lưng nè, lưng thì cũng lưng đôi ha, dây đôi lưng đôi. Đó phần mặt mày nè. Đó, mặt thì mặt cục ha, miệng bự của chú chị. Đó tướng tá cấp mình thì con nè. Đó ba con giá là 53 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng ba đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Đó thì em đang có chuyến giao về Bình Phước. Đó Bình Phước với An Giang với Vĩnh Long, bà con nào ở vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó bò này cũng lụng 6 tháng, 6 tháng mấy tuổi rồi cô chú anh chị. Đó 6 tháng mấy tuổi hết trơn rồi ha. Chân ống nè, mày nè em nói nè, nó bò lực lạc lắm ha, đít nở dây nở nè, đó cô chú chị thấy không, đít con nào nấy nè, tướng tá cấp mình nè. Đít nè, lưng nè, con này cũng giữa này đít thác số không. Đó thì cô chú chị nào thấy hơn ba đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó tướng tá cấp mình từng con này ha. Đó nói chung thì bò này chủ nhà có chích ngừa viêm da nó cục đồ rồi. Đó bà con mình về khỏi chích lại. Nó bò thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì trước khi em vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền ha. Đó mình kiểm tra có bú vỗ cẳng hay không, có thòng rúng vào thòng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đây lưng thì lưng đôi nè, lưng đôi dây đôi nè của chú chị. Tướng tá cấp mình nè thấy không.
Đó, nói chung thì bò này cũng thừng bò hết rồi. Bò này nói chung thì chủ nhà anh có cột rồi, nó cũng thừng bò rồi. Bà con bắt con bò này về không thở xuống nữa nè. Nó xương sóc là cứ như thế không? Chân móng thì chúng sò xương sóc rất to ha. Đó, nói chung thì bò này hôm em đăng lên có nhiều anh nhiều chị điện nhóc luôn á. Mà tại vì nói chung thì mới lên thì có anh đó anh chốt rồi, bây giờ anh kẹt công chuyện anh không bắt. Đó, thì bây giờ đó mấy chị nào thấy mình ưng mấy con bò này thì mình mua về mình nuôi dỗ thêm ha. Nó tướng tá cấp mình. Con nào mấy lực lạc hang đít nở dây nở. Nó chân móng thì chân móng sò xương sóc thì khá to nè, con bìm ở đây thì xương sóc thì khá to nè cô chú chị. Ừ. Bà con có giá là 53 triệu ha. Đó thì nói chung là 53 triệu giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đây còn con giữa nè, con giữa đít hết thăng đít không. Nó lưng thì cũng lưng đôi ha, lưng đôi dai đôi, con giữa này cũng lưng đôi dai đôi nè cô chú chị. Đó, con cái nó giống mẹ nó hình mỏ đen, đuôi hơi đen đen chút ha, nhưng mà lưng đít thì khỏi nói luôn, bò này lưng đít khỏi nói luôn nè cô chú chị. Đó. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ban bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, hiến tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Nó tướng tá cấp mình nè, cô chú chị thấy không? Nó ba con này thì hoàn toàn là F1 ha, lông nhuyễn da mỏng nè. Nó ba con đều lông nhuyễn da mỏng nha cô chú chị. Đó thì hình ảnh về giá cả của ba đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ba đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó giá là 53 triệu ha, 53 triệu ba con đực. Rồi thì hình ảnh về giá cả ba đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó bây giờ em xin kết thúc video ha. Chào cô chú chị.